Kính thưa quý vị, tiếp tục cái câu chuyện của ký giả John Nolte của bản tin Breitbart News. Ông nói rằng là điều thứ nhất, toàn dân Mỹ vẫn yểm trợ Donald Trump. Điểm thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã có một ảnh hưởng sâu xa trong quốc gia Hoa Kỳ. Ngay cả đảng Dân Chủ, rất nhiều người bây giờ cũng đã muốn bỏ đảng để đi theo Donald Trump. Ông Trump là một nhà lãnh đạo duy nhất từ trước đến giờ và từ giờ về sau làm không lấy lương của một ông tổng thống. Ông là một vị tổng thống làm tổng thống 4 năm mà rồi lỗ đi đến 2 tỷ đô la. Trước ngày 2016, tài sản của ông là 4 tỷ rưỡi đô la. Đó là theo lời tiên đoán của những cái tay đảng có lừa. Chứ thật ra tài sản của ông lên đến hàng chục tỷ đô la. Và sau 4 năm làm tổng thống, bây giờ tài sản ông còn có 2 tỷ rưỡi đô la. Mặc dầu với 2 tỷ rưỡi đô la đốt con người ta thành tro vẫn không hết tiền. Nhưng Donald Trump nói lên cái lòng ái quốc vì dân vì nước của cá nhân vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Rồi ký giả Nolte còn nói rằng là 3/4 cử tri đảng Cộng Hòa đều công nhận rằng đảng Dân Chủ đã ăn cắp cuộc bầu cử với sự hợp tác của Tập Cận Bình. Bởi vậy cho nên dân Mỹ bây giờ nó ghét dân Tập Cận Bình Tàu Cộng. Càng ngày nó càng lý giết những dân Á Châu, dân da vàng ở Mỹ. Cho đến giờ này trên 3.000 vụ đã xảy ra. Mà Dương Đại đã tuyên bố cách đây vào khoảng vài ngày, chúng ta nên rất cẩn thận vì cái lòng thù hận của dân da trắng, cũng như dân da đen, cũng như mọi sắc dân. Về vấn đề Tập Cận Bình đã tung ra cái dịch Vũ Hán, làm cho dân Mỹ chết hàng 400-500 ngàn. Thế giới hàng vài triệu người đã chết vì Tập Cận Bình. Đây là một cuộc đại chiến thứ ba của Tàu Cộng đối với thế giới. Cho nên chắc quý vị cũng còn nhớ. Tôi thưa với quý vị rằng Tập Cận Bình bây giờ cho kẹo cũng không bao giờ tạo được một hình ảnh tốt đẹp của người Tàu đối với thế giới. Quý vị thấy cả thế giới bây giờ bài Tàu. Ngay cả cái vấn đề 5G mà Tàu Cộng đã gọi là 5G, các quốc gia Âu Châu, Úc Châu đều hủy bỏ. Cái quốc gia mà thân với Tàu nhất ở Âu Châu đó là Ý Lệ Lợi. Vì cái anh chàng thủ tướng Giuseppe Conte là người hưởng rất nhiều tiền đô la lại quả của Tập Cận Bình, vận động các công ty thời trang của Milan bán cho Tàu Cộng. Hàng chục triệu Tàu đã tràn qua nước Ý để sinh sống làm ăn. Đến nỗi mà nước Ý phải yêu cầu Tập Cận Bình đưa công an, cảnh sát đi hợp tác với công an, cảnh sát Ý đi tuần tra ở thủ đô La Mã và thành phố Milan, thủ đô của thời trang của thế giới. Và nước Ý là một cái nước số người chết nhiều nhất ở Âu Châu. Vatican cũng đã lờ đi cho Tàu Cộng tiêu diệt cái giáo hội thầm lặng, đưa ra những cái tên hồng nghi mà Vatican đã chấp nhận. Bởi vì Vatican đã có trên 200 linh mục chết vì cái dịch Vũ Hán này, vì Tàu Cộng đã xâm nhập vào cái đời sống của La Mã, cho nên nó tiếp cận với các cái thành trì mà từ lâu nay bất khả xâm phạm. Thêm vào đó, Tàu Cộng nó còn tung người qua Á Châu, qua Phi Châu, qua Mỹ Châu. Cho nên bây giờ hình ảnh của Tập Cận Bình đều bị thù ghét trên thế giới. Rồi ông ký giả Nolte còn cho rằng 70% của Đảng Cộng Hòa sẽ tuyên bố thành công trong năm 2022 tới đây. Và nói đến vấn đề Tổng thống tương lai, không ai có thể qua mặt được Donald Trump.
Ông Nonte cũng cho rằng nếu ông Trump trở lại vai trò tổng thống thì đảng con lừa sẽ chết ngắt, bởi vì bị kết tội là thông đồng với kẻ thù Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Tàu. Ông Nonte còn nói một câu, có rất nhiều dư luận cho rằng cái luật Resurrection Act là cái luật phục sinh của Tổng thống ký vào ngày 12 tháng 9 năm 2018 có thể sẽ được phục hồi, và trong giây phút đó quân đội sẽ nắm quyền đất nước, lực toán quân sự xử những cái tên phản quốc. Và rất nhiều người cho rằng mùng 4 tháng 3 này là sẽ có thể phục hồi lại cái dự luật đó. Nhưng cho đến bây giờ nhiều người biết rằng đáng lẽ cái luật này được phục hồi từ ngày mùng 6 tháng Giêng. Và quý vị biết rằng Tổng thống Donald Trump đã bị áp lực quá nhiều bởi vì cái bọn tài phiệt. Quý vị nhớ bà luật sư Salad không? Khi mà bà xử về cái vụ gian lận bầu cử, cái bọn tài phiệt nó cho người đến bắn chết thằng con và ông chồng bị thương để nó dằn mặt. Rồi cô luật sư Alice, cố vấn của Tổng thống Donald Trump, đã bị chúng nó dọa sẽ bắt và hiếp dâm rồi giết. Trên đây đây là cái đường lối khốn nạn của cái bọn cộng sản. Nó không còn cách nào thì nó khủng bố bằng cách giết người, bằng cách hiếp dâm. Và Donald Trump cũng vẫn bị dọa. Và có nhiều nguồn tin cho biết rằng Mike Pence sở dĩ phản bội Donald Trump là vì cũng bị dọa vợ của y sẽ bị bắt hiếp dâm rồi giết, con y cũng thế. Cho nên y là một tên chết nhát, vừa có tiền mà vừa giữ an toàn cho gia đình, y đã phải nhắm mắt phản bội Donald Trump và phản bội đất nước Hoa Kỳ để cho bọn con lừa ăn cắp cuộc bầu cử và đưa những tên ăn cắp vào tòa Bạch Cung. Giờ này mọi người trên thế giới đều biết rằng những tên đang ngồi trong tòa Bạch Cung đều là tên ăn cắp. Tại sao vậy? Chính những cái tên trong tòa Bạch Cung cũng như là tên quốc hội đã phải ra lệnh làm cái hàng rào chung quanh để giữ quốc hội cũng như là tòa Bạch Cung cách rời khỏi dân chúng, vì chúng biết chúng là những tên ăn trộm thì sẽ có một ngày dân chúng làm thịt. Rõ ràng chưa bao giờ trong lịch sử Mỹ mà lại quốc hội phải có hàng rào cao 6 feet để ngăn cách dân chúng, mà nhiều người bực mình gọi đó là sở thú. Và trong đó có 530 mấy con thú già, thú trẻ, thú dữ, thú hiền đủ hết. Ông ký giả Nonte còn cho rằng các cái mạng xã hội lớn như là Twitter, Facebook vì chống lại Tổng thống Donald Trump lưu manh cho đảng con lừa đã bị mất hàng trăm tỷ đô la của dân chúng. Trên đó là những cái sự kiện mà Tổng thống Donald Trump không những được dân chúng Hoa Kỳ kính nể, tin tưởng mà lại còn được đúc tượng vàng của một kiến trúc gia tiểu bang Cali. Và đến giờ này thì quý vị thấy rằng cái cuộc chốt phế Gavin Newsom đang xúc tiến rất mạnh. Tôi cũng mới nhận được bản tin của Dược Sĩ Khiêm cho biết là cái cuộc mà chốt phế này giờ này đã gần 2 triệu phiếu. Cho nên Dương Đại xin tha thiết mời quý vị nghĩ đến cái tương lai của cái tiểu bang Cali, gạt những cái tên con lừa lưu manh ăn cắp ăn trộm tham nhũng đĩ điếm, để chúng ta chốt phế tên Gavin Newsom. Chúng ta sẽ có một vị thống đốc mới. Và Tổng thống Donald Trump nói rằng nếu dân Cali thành công trong việc này thì ngài sẽ về Cali để giúp đỡ cho dân chúng lựa những vị tổng thống mới. Bây giờ chúng ta qua một bản tin nữa. Đó là bản tin vui của nước Mỹ. Sẽ có tiểu bang 51. Không phải là DC của cái bọn con lừa hay là Black Lives Matter, bọn lưu manh, mà đó là tin của tiểu bang 51, đó là quốc gia Puerto Rico. Trong tháng 11 vừa rồi, Puerto Rico đã có một cuộc referendum trưng cầu dân ý với hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là dân chúng Puerto Rico đã sẵn sàng
để mà biến Puerto Rico trở thành tiểu bang mới của nước Mỹ chưa? Câu hỏi thứ hai, một là có hay là không, thì kết quả cho thấy là đã có 52%, 34 dân chúng Puerto Rico muốn tiểu bang thứ 51 của Mỹ là quốc gia Puerto Rico. Với cái số phiếu là 623.053 người đồng ý để cho Puerto Rico trở thành tiểu bang 51 của Mỹ. Trong khi đó thì có 567.000 người 346 không đồng ý. Họ vẫn muốn Puerto Rico là một quốc gia tự trị, tức là 47%. Rồi sau đó thì ông thống đốc của Puerto Rico đã bổ nhiệm một phái đoàn 7 người trong cái ủy ban tiếp xúc với Quốc hội của Hoa Kỳ. Và họ nói rằng căn cứ theo cái luật của Thượng viện Hoa Kỳ vào số 1467 thì hồi đó Puerto Rico là một quốc gia độc lập nhưng mà nằm trong cái lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tức là Puerto Rico là không phải là thuộc địa nhưng mà lãnh địa của Mỹ. Giống như là Guam, giống như là Virgin Island. Nước Mỹ là một quốc gia rất hay. Tôi thưa với quý vị câu đó, không phải tôi ở Hoa Kỳ tôi lại đi khen Mỹ. Mỹ không bao giờ có cái mộng làm đế quốc. Cho nên cái bọn cộng sản rốt nát nó bảo là chống Mỹ cứu nước, đó là một cái sự ngố rừng. Và cái lũ ngố rừng đó bây giờ nó đang làm cho đất nước Việt Nam xuống hố. Gái thì là phải ngủ với mấy anh Tập Cẩm Bình, mấy anh xì thảo để đồng hóa. Trai thì phải đi làm đầy tớ Jano cho Nhật Bản, cho Đại Hàn. Mà chúng nó gọi là lao động hợp tác. Đây là láo. Thế thì Mỹ không bao giờ muốn Puerto Rico trở thành tiểu bang 51. Nhưng bây giờ dân Mexico, dân Puerto Rico đang năn nỉ. Và lâu nay Puerto Rico vẫn có quốc tịch của Mỹ. Họ có thể đi vào Mỹ bất cứ lúc nào. Chỉ có một điều, họ không được bỏ phiếu. Cho nên đó là một cái niềm hãnh diện cho Hiệp chủng quốc Mỹ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng bài câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu. Và xin ơn trên phù hộ chúng ta.